Mở thế đào tạc hành. Tập 151. Ông. Không được. Cậu đúng thực lực. Cuồng. Nếu như không phải vùng đất trồn cất của các người không có người, chỉ dựa vào 13 độ này của cậu, cũng xứng vào trung tâm tập huấn, cũng xứng trở thành nghị viện dự bị của thủ đô trung ương. Xứng hay không thì không phải là do ông nói. Bớt dùng vỡ mồm đi, muốn lấy tình tình sao? Có dám qua ái nị của ta trước không? Nếu cậu đúng thực là không sợ chết, chết rồi thì đừng có oán ta đấy. Đối phó với cậu không cần hộ giáp và vũ khí, cậu có thể ra tay trước. Mộ Trân Triệu, đừng có trách tôi không nhắc nhở ông. Nếu như tôi ra tay trước, ê rằng ông không còn cơ hội để ra tay nữa đâu. Bộ trưởng à, lời hắn nói là thật đó, đừng có nhường hắn, nếu không thực sự là có thể không có cơ hội để ra tay. Hả? Shit, ý mình về lão tử, về xem lão tử làm sao mà xử lý người. Mau lên, đừng có lơ mơ nữa. Được. Hả? Tiêu rồi. Lời lơ chiếu này. Ơ tính rồi. Hả? À, bộ trưởng. Lấy đi. Chưa bộ trưởng đi thông thả. Hoan ngừng. Lần sau lại tới. Nghe nói cái gì chùa? Quan Dược bị một tiểu đội tên là Tình Quang bắt đi rồi. Nghe nói rồi. Nghe nói hình như là Triệu Sùng ra mặt lại cũng không có tác dụng. Hình như là đội Tình Quang đó là do một người tên là Chu Chính sáng lập. Nghe nói người này là thành viên của danh trại tập huấn. Như vậy xem ra thì sau này phải gặp phải Tình Quang thì phải tình thần một chút. Lục Tổng, không phải là tôi không giúp ông. Tư liệu của khóa 22 trừ mấy cái tên biên thái đứng đầu trong trung tâm tập huấn thì chắc cũng không có ai có thể săn được. Tôi hiểu, nhưng mà tôi vẫn tin năng lực của Chu Chiến Thần. Nếu như thật sự có thể giúp chúng tôi lấy được tư liệu của khóa 22, vậy thì trang bị sau này của ông thì chắc chắn cũng sẽ vượt trội về chất. Bây giờ trong hội đấu giá của thủ đô trung ương, tài liệu khối 22 đều đã bắt đầu với mức giá là một viên sắt tinh. Không còn nổi thì tôi cũng đã biết giá trị của thứ này, tôi chỉ cố gắng thử xem. Khối 22 hiện giờ xem ra chỉ có thể đào củ chậu thì mới có kịch ai, nhưng mà hiện giờ xem ra biến thái ở đó cũng đã đủ nhiều rồi. Đúng vậy, có tiêu thú ở đấy thì muốn tìm chỗ dựa chưa được thăm dò qua, cô có chuyện khó sao? Tiểu thủ, cố gắng bay xa. Chỗ người càng nhiều càng tốt. Càng ít à? Tiền khốn đi. Bảo nó bị xa thực sự loay ra xa như vậy cho ta. Trời tuyết này thì ngay cả một thùng tràng bỏ hoàng cũng không thấy. Chà, trạch mi là dẫn ta tới đây. Thì ra là nghị thường lúc mi tự mình đi chơi là đến đây tìm thức ăn. Cô không biết đây là dị thú cấp bao nhiêu, nhưng mà trong đầu có tình tình chứ nhỉ? Xác tỉnh. Xem ra tìm đúng chỗ rồi. À khoan trời đã. Mau dẫn ta đi tìm nơi này. Nơi nghị thường mà mi hay sang bắt đi. Người có chắc đây không hả? Bên dưới trừ tuyết ra thì không có cái gì cả. Hả? Ồ.
Thanh luân thú cấp thì không biết. Không thi cấp sao? Tuyệt đối là một sự tồn tại vượt xa ta. Hả? Mi muốn làm gì? Ta bảo mi dẫn tới ta tới, chứ không phải là bảo mi mang ta đi đánh nhau đâu. Ôi vãi xít, đơn vi vào giá 14 đòn. Xem ra có người lúc nằm ở trong hiểm cảnh thì thật sự rất dở kích phát tiềm năng. Ta lại nâng tới một đòn rồi. Không đánh được, không đánh được. Nếu như con đánh tiếp thì ta tiêu rồi đó. Chiến thần rút lui. Hôm nay xem như ta đã mở mang tầm mắt rồi. Nhìn thấy được thế giới cấp cả của dị thú các người. Dị thú, mi sao vậy? Có chỗ nào không kể sao? Đây chẳng phải là vẫy của cái con rồng lúc nãy khơi hỏa với mi sao? Wow, lớn quá. Miếng vị lớn như vậy đối với ta mà nói thì chắc đủ để làm vật liệu rồi nhỉ? Thiến tập. Dị thú, chiên còn lại về cho mi. Một tuần sau. Đến được nhiều vật liệu quá rồi. Chắc là đủ để làm mấy cái bộ hộ giá với vũ khí luôn. Ừ? Lại có vật săn à? Tôi ra khu vực phía trước xem thử. Đơn vị có thú biến gì ở đó lại không thích hợp với các người. Các người về trước đi. Cấp đoàn 24, Nặc Vĩ Kỳ. Không hổ là chiến thần của chiến đoàn đại kinh chúng ta. Nếu như lần Nặc Vĩ Kỳ có thể đột phá tới 25 đoạn, thì có thể trở thành vò gia mạnh nhất đất ta rồi. Cự thú từ đâu tới? Sao lại chưa từng nhìn thấy qua khu vực này? Ui, không hay rồi. Tột qua rồi. Còn có nhiều như vậy thì có thể phân giải. À người nè mà, đó là vật sàng của ta. Người Á Châu mới đầu 14. Mất kệ hắn lại, tôi chém chết trước đá rồi nói. À ta biết sẽ như vậy mà. Tìa thủ, mi lên đi. Hả, sao lại bay trở về rồi? Con muốn chạy. Tia tử này đi rồi sao? Lỗi tấn công này có tác dụng gì chưa? Hắn muốn làm gì? Chuyện gì thế này? Cơ thể của ta không nhúc nhích được nữa. Đúng là con thuộc phá được phòng ngự. Tia thú à, giao cho mì. Chà, trách lại có nhiều người thích giết người ở chỗ hoàng giả như vậy. Lấy được tiền cũng nhanh thật. Đáng tiếc là vò giả mạnh như vậy mà bây giờ vẫn chưa thở, dựa vào thực lực của mình để chiến đấu. Phòng tình báo, Nặc Vĩ Kỳ vò giả, đơn vị 24 sắp hàng 3. Trời ạ, là Nặc Vĩ Kỳ. Liên minh trưởng, hội nghị trưởng, chỉ thăm dò sinh mạng của chiến thần Nặc Vĩ Kỳ đã dập tắt ở đây. Tại phòng họp và lại dập tắt trong một thoáng, cho nên chúng tôi suy đoán An Đất Lộ chủ nhiệm trung tâm tình báo Nặc Vĩ Kỳ bị giết trong một thoáng, cho nên kết quả điều tra của các người thế nào? Vô La Gà, liên minh trưởng liên minh châu Á, từ vết thương trên người cho thấy Nặc Vĩ Kỳ dường như là do bị dị thú làm, nhưng vũ khí của hắn và tình tình đều mất hết rồi. Cũng có nghĩa là võ giả đi ngang qua đã nhặt đi rồi. Phải người điều tra thi trò xem có xuất hiện quà trung kiếm của Nặc Vĩ Kỳ không. Chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Còn thiếu 45 cấp. Đến cấp 180 thì có thể mặc toàn bộ thần khí rồi. Cho đến hôm đó thì mới là lúc ta ra sức.
Còn với tích điểm thì tạm thời các người cứ vui vẻ trước vậy. Mai cốt chi địa công ty cầu lực. Trời ạ, vậy mà đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vật liệu ở đoạn vị này. À tổng tài, vật liệu châu chiến mang đến là có 24 giây. Thế nào, không làm ông thất vọng chưa? Thật sự rất cảm ơn người. Lô vật liệu này, giá trị của chúng là bao nhiêu? Chúng tôi nhất định sẽ trả. Vật liệu thì có thể bán cho các người, nhưng mà tôi có một yêu cầu nhỏ. Ông cứ nói. Tôi muốn các người dùng vật liệu 24 dài chế tạo giúp cho tôi một bộ giáp hộ. Tôi cho các người 20% lợi nhuận của số vật liệu này. Thế nào? Không thành vấn đề. À phải rồi, tôi còn có món đồ tốt. Cô có muốn không? Đồ tốt. Nhưng mà thứ này khá quan trọng, càng ít người biết thì càng tốt. Các người ra ngoài đi. Dạ. Cái túi nhỏ đó của hắn làm thế nào mà chứa được nhiều cái túi lớn như vậy? À không, không đúng. Không phải là vấn đề túi lớn hay nhỏ, mà năng lượng viên vải này tốt ra thì đối không thấp hơn cấp 24. Tất cả mọi người đều ra ngoài. Kết quả quét cấp 30 cộng. Cấp 30? Thế nào, có phải là chấn động lắm không? Ui, cảm ơn cậu Chu Chính. Xin lỗi, chỉ là nghĩ tới miếng vật liệu này mang lại sức ảnh hưởng cho công ty cường lực chúng tôi thì tôi kích động quá rồi. À không sao, chỉ là một miếng vật liệu này tôi muốn cố làm. Hai thành đào cho tôi trước. Không thành vấn đề, tôi sẽ đích thân làm. Sau một tuần. Không hổ là vũ khí có giá trị phá giáp cộng 30. Còn chưa có đặt tên cho chúng. Gọi là thành lân đi. Tại thủ đô trung tâm tập huấn. Đây là bắt đầu từ hôm nay trung tâm tập huấn sắp biến này chỗ nhiều chuyện rồi. À sao, bên trên lại phái nhiệm vụ gì rồi sao? Lúc nãy trưởng nghị hội chính thức thông báo là có nhiệm vụ của trung tâm tập huấn đã thông qua đề án sắp được chính thức ra mắt. Có nhiệm vụ, chẳng phải là to lắm hay sao? Có thể cho các học viện có thêm một con đường kiếm tích điểm. Cậu cho rằng bọn họ nếu như gặp nhau trong số nhiệm vụ nào đó thì họ có thể cùng thương lượng hoàn thành nhiệm vụ hay không? Dù sao thì ý định ban đầu của chúng ta cũng chỉ là chọn võ và xuất sắc nhất. Chỉ là khi sống sót ở trong sông cát thì mới có thể chứng minh được giá trị chân chính của họ. Cơ nhiệm vụ bây giờ chính thức lên sóng. Giống như là tôi nghĩ, quả nhiên sẽ có ngày này. Đối với hệ thống nhiệm vụ thì mọi người có ý kiến gì không? Nhiệm vụ của cơ nhiệm vụ thì chắc chắn là sẽ khiến cho các võ giả bắt đầu tổ chức ở nơi tập trung. Cá nhân nhận nhiệm vụ thì tuyệt đối sẽ biến thành mồi săn của nhóm khác. Kiến nghị của tôi là đừng có nên chạm mặt nhau sẽ tốt hơn, cho dù là tổ đội. Ai cũng không ai có thể đảm bảo là đội của mình nhất định sẽ thắng được đối phương. Nói không sai, tuy phần thưởng rất có sức hút, nhưng mà với thực lực của chúng ta vẫn nên giữ vững vận tốt nhất. Thông báo cho các đội viên khác đừng có chậm vào hệ thống nhiệm vụ này. Chúng tôi không được, không có nghĩa là cậu cũng không được. Cậu và rồng của cậu đôi gì cũng ăn được có phải không? Chẳng lẽ cậu không có chút ý tưởng gì? Hả? Cái này phải xem tình hình có nhiệm vụ nào thích hợp mới nói. Hôm sau, trung tâm tập huấn, nhiệm vụ 1 cấp S. Xà vương độc dịch phần thưởng 3 vạn điểm tích. Ngân xà vương độc dịch vườn dài cấp 22. Nhiệm vụ 2 cấp A. Nhiệm vụ kỳ trân dị bảo phần thưởng 1,5 vạn tích điểm. 5 cây dị bảo biến màu tím sinh trưởng ở xa hỏa chi địa. Nhiệm vụ số 3 cấp S. Ổ cứng tuyệt mật phần thưởng 3,5 điểm vạn tích điểm. Lấy lại ổ cứng server chính là tầng 61 của nhà Dương Tử Tình, khu lớn số 6, nằm ở khu vực trung tâm thành phố S. Nhiệm vụ thứ ba trông rất là thích hợp với mình. Khu vực đường phố như vậy chắc chắn là đầy thi độc, nhưng mà đối với mình mà nói thì không có chút độ khó nào. Nhiệm vụ 1 nhận 30 lần, nhiệm vụ 2 nhận 127 lần, nhiệm vụ 3 nhận 50 lần. Đã nhận nhiệm vụ 3, 50 người nhưng mà ổ cứng thì chắc chỉ có một miếng. Độ khó nhiệm vụ lần này không chỉ là thi độc,
Chính là đây rồi. Nhiệm vụ này có 113 người nhận rồi. Nếu như vậy thì liệu tốc độ thôi. À đội trưởng à, đã thu được máy bay rồi. Có 4 chiến chiến cờ tam giáp siêu hộ tống chúng ta đến bầu trời thành phố S. Đây là thời gian cấp bách, chúng ta cũng mau động thân. Lúc nãy tôi đã thấy Lo Bình Mộ họ cũng đã động thân rồi, tuy đối là không được để cho họ có cơ hội giành trước. Tộc chiến tộc thắng. May quá, xung quanh độc thì cũng không nhiều. Chính là chỗ này. Không ngờ nhiều năm như vậy mà hệ thống điện lực cảnh báo còn chưa hỏng. Nhưng mà cho dù là cảnh báo thì sao chưa? Tôi mong là có nhân viên bảo an đến mất tại đây. Ông chủ, có thể chuẩn bị rồi. Sau 3 phút thì nhảy dù. Xem lần này xem có ai còn nhanh hơn ta chưa. Tiếng cảnh báo, có người dành cho chúng ta. Vài xịt. Nhiều server như vậy, rốt cuộc thì cái nào mới đúng đây? Mặc kệ. Mang đi hết thì là đúng rồi. Dọn dẹp xong rồi. Chủ chính, sao hắn lại đây? Không đúng, cảnh báo này là do hắn chèn vào. Chủ chính là đàn ông thì đừng có chạy. Ồ, người quen cũ à. Đúng lúc nên tiễn ngươi một đoạn rồi. Hả? Người muốn làm cái gì? Người không cảm thấy tốc độ bay xuống bây giờ chậm quá hay sao? Chủ chính. Xịt. Vậy mà còn chưa chết. Không còn thời gian để chơi với các người nữa rồi. Đội trưởng. Đội trưởng, anh không sao chứ? Chủ chính. Đừng để lão tử bắt được ngươi. Đội trưởng. Theo như tôi thấy thì người chủ chính hình như không mang theo bất kỳ thứ gì. Rất có thể là hắn không lấy được địa cứng. Dọn dẹp toàn bộ độc thì chúng ta lên đầu. Trời. Chiều chính. Nhất định là chú chính làm rồi. Hôm khác thì phải sửa lại cái cánh bay rồi. Tốc độ này cũng chậm quá đi. Mong là hôm nay các người sẽ vui vẻ. Trung tâm tập huấn nơi nhận nhiệm vụ. Ông viên tôn kính chào bạn. Nếu như bạn còn nhận nhiệm vụ thì có thể trực tiếp ở trong đồng hồ chiến thuật. À, tôi đến giao nhiệm vụ. Dạ, giao nhiệm vụ. Nhưng còn chưa tới một ngày. Mấy cái thứ này đều là do hắn mang vào. Cũng khó trường qua đi. Tạm tóc đi, tuy cảnh báo vang lên rồi, nhưng mà bọn người đó chắc chắn cũng bị thi triệu về lại, địa cứng rơi vào trong tay ai thì còn chưa chắc. Dạ. Người hoàn thành nơi chôn cốt chưa chính. Hả?
Trời, hôm nay lão tử đang làm cái gì vậy trời? Chưa tới một ngày đã hoàn thành được nhiệm vụ cấp S khó nhất. Tên chú chính này làm sao mà làm được? Từ tài liệu có được xem thì chắc chắn còn có một con cự thú là chiều cuối. Có lẽ là dùng cự thú rồi chăng? Nhưng mà tiếp theo thì hắn còn có thể mang đến bất ngờ gì đây? Chiều chỉnh làm tục lắm. Lần này bọn bò giả cùng nhận nhiệm vụ chắc là tức điên lên rồi. May mắn thôi, giành trước một bước. Tiếp theo câu chuẩn bị làm sao? Đảo Cẩu Châu, Ngân Xà Cốc. Tập 156, Ngân Xà Cốc. Nghe nói là Trừ Phì là có xếp hàng gần ở phía trước, cũng đã nhận nhiệm vụ Ngân Xà Vương. Nhưng mà họ lại không có thuốc giải độc thì chắc chắn không dễ dàng nào hoàn thành như vậy. Ngân Xà Cốc, Phi Ca. Diệp Vô Hồng hình như cũng đã dẫn người của hắn tới, đang ở phía đông. Tô Tình Lâm, họ cũng đã tới rồi, đang ở phía bắc. Có cần gọi A Tuyền bọn họ tới không? Không cần thiết, có một mình ta là đủ rồi. Phải đó, dù sao thì cũng không ai có thể đi sâu vào trung tâm Ngân Xà Cốc. Chúng ta chỉ cần ở với vòng ngoài chờ Ngân Xà Vương tự xuất hiện. Chứ dù là Ngân Xà Vương xuất hiện ở bên trong họ, bên họ thì cũng chỉ có Phi Ca, người có thực lực bắt được. Phía trước chính là Ngân Xà Cốc. Tiêu Trần, chúng ta qua. Bên ngoài lạnh muốn chết à, trong cốc thì lại nóng muốn chết. Chú Phi, Phi Ca, là chủ chính. Mà kệ hắn, giải quyết cái con rắn này trước. Xem ra là họ muốn trông chừng, nhưng mà ta lại không chờ được. Phi Ca, hắn cứ như vậy mà đi vào rồi. Tiêu tử này, đang có ý gì? Cậu thu thập vật liệu đi, ta vào xem thử. Còn chưa bước vào khu trung tâm khu vực mà đã trúng độc rồi sao? Đại trưởng, Chớ Phì đã vào cốc rồi. Diệp Cô Hồng, chắc không? Chắc, nhưng mà trước khi Chớ Phì thì cái tên chú chính đó hình như cũng đã vào rồi. Chú chính, đồn vị của hắn tới đây chẳng phải là muốn chết hay sao? Thì từ đó vừa hoàn thành một nhiệm vụ cấp S, lại đến đầy khí nước đục. Trong đây chắc chắn là có điều gì kỳ lạ. Tốn và xem thử, hai người bên, người ở trong trường ở bên ngoài. Dạ. Số lượng cũng không ít thờ. Chú Chính, cậu đang tìm cái chết sao? Muốn lấy mạng của tôi chỉ dựa vào số cực độc này, hay là còn chưa làm được? Chưa Phì, chúng ta hợp tác với nhau thế nào? Hợp tác? Làm sao mà hợp tác? Nói chính xác hơn là bốn người chúng ta hợp tác cùng hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu như tôi đoán không lầm thì người đến chắc chắn là Diệp Hòa Hồng và Tô Thành Lâm. Hả? Người ở đâu? Tô Thành Lâm, Diệp Hòa Hồng. Lúc nãy tôi không nhìn thấy gì cả, nhưng cho hắn lại biết người đến là hai người nào? Được rồi, các vị à, bầu không khí đừng có khẩn trương như vậy. Nói ra thì chúng ta còn tính là bạn học đấy. Mọi người đều đến là vì Ngân Xà Vương, nhưng mà tình hình ở đây các người cũng đã thấy rồi. Cho dù các người ở bên ngoài săn được Xà Vương, ai dám đảm bảo là không bị người khác chiên vào? Vậy người có phương án gì tốt không? Tổ hợp bốn người chúng ta thành tiểu đội tạm thời. Các người ở miệng cốc chờ ta. Ta đi dụ Xà Vương ra. Vật liệu của Ngân Xà Vương mọi người chia đều.
Chúng tôi dựa vào đâu mà tin ngươi có thể dụ xà quân ra? Chỉ dựa vào việc bây giờ ta có thể đứng ở đây. Và lại cho dù không dụ xà vườn ra thì các người cũng không có tổn thất, còn có thể tiếp tục ở đây trong chừng không phải sao? Ta đồng ý phương án này. Ta cũng vậy. Bình tâm mà nói thì tự ta tuyệt đối cũng không có năng lực đi dụ xà vườn. Nói như hắn dám đi, vậy thì chắc chắn là lời không lộ. Các người cảm thấy chủ chính này làm có được không? Ai biết chưa, ta còn thấy hắn không đơn giản. Lúc trước ta từng điều tra qua tài liệu của hắn. Và lại bọn ta đã thông qua hệ thống trung tâm huấn luyện tổ hợp thành một đội tạm thời. Hoàn thành nhiệm vụ thì thành viên đội sẽ có được tích điểm. Hắn không đến mức mà giở trò trong chuyện này. Khí độc ở đây là mạnh như vậy ư? Chà trách cương giá như là chịu phì cũng không dám bước vào. Ui, cái số lượng này chơi thế nào đây? Vẫy màu vàng, chắc là đầu đàn của chúng rồi. Bên cạnh còn có hai con ngân xà vương. Cho dù là nhiệm vụ ngân xà vương, nhưng mà chỉ cần kinh động một con răng thôi thì chắc chắn sẽ dẫn đến chỗ phản ứng trồng cốc. Thuốc giải độc thì chỉ có hiệu quả 30 phút. Nếu như ta thu ở đây một ngày, phải tiêu hơn 40 mấy chai. Chờ xem, nếu như vẫn không có cơ hội, vậy thì chỉ có thở chơi vận động cực hạn rồi. Bên trong ốm yếm như vậy sao? Lũ rắn này hoàn toàn không có dấu hiệu muốn di chuyển, cũng không thích chờ nữa. Vào lâu như vậy rồi mà chủ chính không xảy ra chuyện gì chứ? Hay là liên lạc một chút? Hắn từng nói đừng có chủ động liên lạc. Chờ xem. Vụ rắn ra rồi, triệu tập người, các người dẫn đến môi chuẩn bị làm việc. Tích điểm của bốn chúng ta chia, nhưng mà vật liệu xà vườn có thể chia đều với mọi người. Chủ chính, cậu làm cái gì vậy? Một con ngân xà vườn gọi mọi người đến làm sao mà chia? Nghĩ cái gì vậy hả? Không phải là một con xà vườn đâu, là ba con. Người có chắc là ba người các người có thể giải quyết được hay không? Mau, trời ơi, người cầm chân trước đi, bọn ta đi gọi người. Mọi người, chuẩn bị đừng có loạn. Mọi người, vật săn đã tới rồi, giết. Ôi, Hoàng lớn mình lùi ra sau, nó sắp phun độc rồi đấy. Cảm ơn. Lộc lộ, người phải nhắm chuẩn đầu của nó, nếu không thì chờ bị rắn hồn đi. Lý thừa bọn tấn công mắt trái của nó, chỗ đó là điểm mù của nó. Không nhìn ra được kinh nghiệm thực chiến của tiểu tư này lại dài dằng tới như vậy. Nếu như không nhìn lầm thì con xà vườn của Tô Thành Lâm chắc là đã bị thương nặng. Với đồng vị của hắn thì lại có thể trọng thượng một con xà vườn trong lũ xà. Quả nhiên là có những thiên tài vốn là không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Chiều chính. Thành chủ. Như Thành, tài liệu ngươi cần ta tìm đã tìm thấy rồi. Nhưng mà liên quan tới chiều chính, ta cảm thấy người nên tân trọng suy nghĩ quan hệ vì hắn. Thành chủ, người không biết chiều chính hắn, bất luận ngươi và hắn có vấn đề gì, mọi người có thể buồn bỏ, bởi vì chiều chính hoàn toàn có thực lực giết người. Chờ người xem xong tài liệu thì sẽ hiểu. Đây, Thanh Đị ca, các người thực sự không qua đây sao? Không, điều quan trọng nhất bây giờ của chúng ta là phải nâng cao kinh nghiệm chiến đấu cá nhân. Nếu như không thì sẽ không theo kịp bước chân của cậu. Thế được, gặp chỗ khó thì nhất định phải tìm ta. Bây giờ cậu là người nổi tiếng ở trung tâm tập huấn, tự mình phải cẩn thận.